Việt Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cơ sở Văn Giang, Trường Đại học Chu Văn An tổ chức hội thảo khoa học 10 năm lan tỏa những giá trị cơ bản của Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tham luận tập trung vào 8 nội dung, qua đó đánh giá những thành tựu đạt được qua 10 năm thực hiện Hiến pháp 2013, đặc biệt là những giá trị cơ bản với sự lan tỏa tác động thực tiễn từ các quy định của Hiến pháp đối với đời sống xã hội Việt Nam, tiếp tục tìm kiếm giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự lan tỏa những giá trị đó. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương liên quan để hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo bổ sung dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển với nguồn vốn dự kiến trên 38.000 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2030, hệ thống cảng biển sẽ đáp ứng lượng hàng hóa thông qua từ 1.300 đến 1.600 triệu tấn, trong đó hàng container từ 46 đến 54 triệu tiêu, hành khách từ 17 đến 19 triệu lượt. Cũng theo dự thảo, hệ thống cảng biển Việt Nam gồm hai cảng đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng Bà Rịa Vũng Tàu và 15 cảng biển loại 1, 6 cảng biển loại 2. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ xem xét bỏ quy định khống chế chi phí lãi vay 30% khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng theo Nghị định số 132 của Chính phủ. Nghị định số 132 ban hành đầu tháng 11 năm 2020 nâng mức khống chế từ 20% lên 30% lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi tiền vay. Tuy vậy, đại diện doanh nghiệp cho rằng không nên và không cần thiết khống chế trần 30%. Quy định này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, đồng thời không áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết. Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng quy định này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế nên cần rà soát và sửa đổi. Đến nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức đánh giá xếp hạng và công nhận cho 250 sản phẩm OCOP, trong đó có 204 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 46 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Trong số này có một sản phẩm đề xuất tiềm năng 5 sao. Về nhóm sản phẩm, ngành thực phẩm có 210 sản phẩm, đồ uống có 10 sản phẩm, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu thảo dược có 13 sản phẩm và thủ công, mỹ nghệ, trang trí có 17 sản phẩm. Về chủ thể sản phẩm, có 95 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng và được công nhận sản phẩm OCOP, gồm có 49 hợp tác xã, 12 doanh nghiệp, 8 tổ hợp tác và 26 cơ sở sản xuất hộ kinh doanh. Theo định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hiện nay huyện Văn Lâm đang thiếu gần 380 giáo viên ở 3 cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Toàn ngành giáo dục huyện Văn Lâm hiện có gần 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo định mức, hiện cấp học mầm non ở huyện Văn Lâm thiếu 212 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 101 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 62 giáo viên. Trong khi đó, toàn huyện hiện có gần 30.000 học sinh, tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học trước, được biên chế thành gần 900 lớp. Bên cạnh đó, do số phòng học xây mới chưa đáp ứng kịp nhu cầu nên biện pháp tạm thời là dồn lớp. Ngoài ra, mỗi năm, huyện đều phải linh hoạt bố trí giáo viên giảng dạy giữa các trường, các tổ hợp bộ môn. Hôm nay là ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới. Đây là loại bệnh chiếm tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 và trung bình. Trong 25 người thì có một người bị bệnh tiểu đường. Tại tỉnh Hưng Yên, số người mắc tiểu đường cũng có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nếu như trong tháng 1 năm nay quản lý cấp thuốc điều trị ngoại trú cho trên 1.400 bệnh nhân tiểu đường, thì đến tháng 10, con số này đã lên tới gần 1.800 người. Ngoài ra, còn hơn 20 bệnh nhân tiểu đường biến chứng sang tim mạch, mắt và đột quỵ đang được điều trị nội trú. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh đái tháo đường là một trong những căn bệnh có những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Do đó, đề phòng chống bệnh đái tháo đường bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế thì rất cần sự chủ động tích cực của người dân. Khu vực đồi Cỏ Hồng ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương những ngày gần đây bước vào mùa nở rộ, nhanh chóng trở thành điểm check-in gây sốt, thu hút du khách tới tham quan chụp hình.
Được biết, đồi Cỏ Hồng nằm trong khuôn viên rộng chừng 3 hectare của gia đình bà Trần Thị Thư ở khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, cách Hồ Côn Sơn khoảng 500 mét. Theo chia sẻ của chủ đồi cỏ, cỏ hồng mới được trồng từ đầu năm nay. Đây là giống cỏ hồng có nguồn gốc từ Australia, từng được gia đình trồng thành công ở Đà Lạt. Mỗi mùa, đồi cỏ hồng lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Vào mùa hè, khoảng từ tháng 5 tháng 6, cỏ có màu hồng nhạt. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, cỏ đậm màu hơn. Đây cũng được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách tới đây chụp ảnh và ngắm cảnh. Thời gian gần đây, ở Bình Dương xuất hiện hình ảnh những hiệp sĩ hút đinh là công nhân với chiếc xe tự chế. Không chỉ hút đinh, những công nhân này còn hỗ trợ phá xe miễn phí, sơ cứu cho người bị nạn, dọn dẹp rác trên đường. Từng chứng kiến nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông do thủng lốp xe vì cán phải đinh, nên tài xế xe tải Phùng Hữu Hiệp ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tự nghiên cứu chế tạo ra chiếc xe hút đinh để góp phần hạn chế tai nạn cho người đi đường. Trung bình cứ từ 3 đến 5 ngày, anh Hiệp hút được khoảng 20kg đinh sắt rỉ. Tiếng lành đồn xa, người thân tài xế Hữu Hiệp đã đồng hành, đóng góp tiền sắt để anh làm ra được 12 chiếc xe hút đinh và trao tặng cho đội tình nguyện SOS ở hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chính quyền Thái Lan hôm 13 tháng 11 đã ban hành cảnh báo yêu cầu người dân ở 9 tỉnh cực Nam Thái Lan tăng cường công tác chuẩn bị đề phòng lũ quét và nước sông dâng cao tràn bờ do mưa lớn kéo dài tới cuối tuần này. Cục khí tượng Thái Lan cho biết, đợt gió đông ở vịnh Thái Lan kết hợp với áp thấp trên bờ biển Malaysia sẽ gây ra nhiều mưa hơn, với nhiều trận mưa rào lớn dự kiến xuất hiện ở các tỉnh miền Nam. Nhiều hồ chứa vừa và nhỏ tại những khu vực này đã đầy nước tới 80% và hiện được đặt trong tình trạng giám sát chặt chẽ, với lo ngại tình huống tràn hồ sẽ ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Iceland đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các quan chức cảnh sát kêu gọi người dân sơ tán khỏi một thị trấn ven biển sau một đợt động đất dữ dội ở phía tây nam đất nước có liên quan đến một vụ phun trào núi lửa có thể xảy ra. 900 trận động đất đã xảy ra ở miền nam đất nước hôm thứ Hai, với hàng chục nghìn trận động đất được báo cáo ở khu vực Reykjanes trong những tuần gần đây. Các nhà khoa học đã bắt đầu lo lắng khi dung nham bắt đầu trồi lên bề mặt. Tất cả 3.800 cư dân của thị trấn lân cận đã được sơ tán khỏi nhà vào cuối tuần qua. Người dân địa phương cho biết họ đã quen với động đất, nhưng tình trạng như hiện nay khiến họ lo lắng nhiều hơn. Magma là hỗn hợp của đá nóng chảy và bán nóng chảy được tìm thấy bên dưới bề mặt trái đất, có thể gây ra vụ phun trào khi tường đường lên bề mặt và biến nó trở thành dung nham. Chính phủ Nepal vừa ra quyết định cấm sử dụng mạng xã hội TikTok vì cho rằng ứng dụng là mất hòa hợp xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông Nepal thông báo TikTok đã bị cấm tại Nepal, xét trên mức độ chính sách. Khía cạnh kỹ thuật của lệnh cấm sẽ cần một thời gian. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo điều kiện để lệnh cấm có hiệu lực. Hiện một số nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Nepal đã chặn TikTok và những đơn vị khác cũng đang thi hành. Quyết định được đưa ra sau khi nhiều nội dung trên TikTok bị cho là gây mất hòa hợp xã hội và làm đổ vỡ các mối quan hệ. Trong hơn 4 năm qua, tổng cộng 1.648 vụ phạm tội trên mạng được cảnh sát Nepal ghi nhận, trong đó đa phần liên quan tới các nội dung trên TikTok. Phía TikTok hiện chưa phản hồi quyết định nêu trên. Lễ Diwali là lễ hội quan trọng nhất trong năm của Ấn Độ, thời điểm để kỷ niệm chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, tri thức vượt qua sự thiếu hiểu biết và cái thiện vượt qua cái ác. Những ngày này, người dân của đất nước 1,4 tỷ dân này đã cùng trang hoàng nhà cửa với nến, đèn, hoa, các hình vẽ nhiều màu sắc trên sàn nhà để đón chào những điều tốt đẹp sẽ tới. Dịp lễ Diwali là dịp để người dân Ấn Độ cảm nhận không khí lễ hội ấm áp, rũ bỏ hiềm khích và cùng nhau hòa vào niềm vui và cầu nguyện thần linh ban phát những điều tốt đẹp. Trong dịp lễ này, các gia đình tụ họp, trang hoàng nhà cửa sạch đẹp, nhiều loại đèn chiếu được trang trí trước cửa nhà. Việc thắp sáng đèn và nến là một phần quan trọng của lễ hội Diwali. Người dân trang trí các ngôi nhà của mình với đèn, nến và đèn lồng, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy và rực rỡ. Diwali không chỉ được tổ chức như một lễ hội ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, mà còn là cơ hội cho người dân Ấn Độ gặp gỡ với bạn bè và gia đình. Họ trao tặng quà và thưởng thức các món ăn truyền thống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.